Kính thưa các bạn, hôm nay thuyết già xin chia sẻ chủ đề nói về đạo đời chuyển biến lạ kỳ. Thuyết già chia sẻ để cho các bạn biết trước để các bạn chuẩn bị cũng như là chuyển tâm cho kịp nha các bạn. Tại vì chúng ta đến mặt trần gian này thì chúng ta là tâm phàm, nhưng mà thời kỳ đã chuyển biến rồi mà mình còn giữ cái tâm phàm lại là mình không còn kịp nữa. Việt Nam á coi như là rực sáng Phật kỳ tâm dương nha các bạn mà chừng nào vậy chờ ba tiếng sấm phật trời đổi dời thiên địa lập đời thượng quân thiên là gì thiên là thiên tai lũ lụt nước ngập tất cả những gì ở trên thiên giáng xuống nha các bạn đây là lịnh thiên xuống cũng như là hả cho những cái mà chuyển biến rất là kỳ lạ rồi địa là gì địa là coi như là hả tất cả những gì thay đổi trái đất này sụp đất địa chấn coi như là rung chuyển cũng như là hả thiên biến dạng hóa coi như là làm cho mình hả à, nhìn ra cũng như là đây là không phải là cái cõi mà gọi là cái cõi thật đây là cái cõi mà gọi là cõi tu hành nha các bạn đó đây là cái cõi tu hành để mình chuẩn bị vào trường thi mà tại vì mình không biết rồi ngày sau coi như là có một không hai như lai thiên định lập đài bủ sơn nếu như mình không biết trước bây giờ là cái tết này là chắc chắn rồi đó là coi như chuẩn bị cái gì ăn tết đúng không các bạn đó ăn tết lớn lắm ăn tết thịt rượu ăn tết cũng như là gà vịt heo bia bọt rượu chè gì đó nói chung là cái này không có sai cái này nói về vấn đề mà hả đời thì cái này là rất là bình thường nhưng mà tiết già chia sẻ đạo là mình phải dứt bỏ hết những cái gì mà nó trát tán nó say xưa nó rượu thịt làm cho tâm trí chúng ta đảo điên dương trần mà đi theo cái cảnh đời mơ mộng coi như là ảo quyền đó các bạn chứ ăn nhậu không có sai đúng không an nam đạo quốc hòa đồng luôn đều là dân việt coi như tâm không hận thù coi như nếu như lúc này mình không chuyển cái tâm mình rồi bắt đầu mình hả còn cái tâm mà coi như là ăn nhậu sai xưa rượu thịt rồi bắt đầu nha sân hận nè thù quán nè giận hờn nè đó là coi như mình không có kịp trong khi đã coi như là đã sắp sửa đạo đời chuyển biến rồi mà mình vẫn còn giữ lại những cái gì tâm cũng như là hả không được thiện lành giờ này ai còn hận thù là coi như là hả mang họa vào thân đó các bạn nếu mà mình hận thù là tự động quan gia trái chủ nó lại coi như là nó rước mình trước liền nước nam có phật giáng lâm dân thù thế chí quan lâm dựng nền chuyển tâm tu khắp hoàn cầu đó các bạn thấy không đây là những lời mà tiết già để nguyên luôn tức là tiết già chia sẻ đây cho các bạn chuyển cái tâm tại vì cái tâm mình nó rất là nóng nải nó giận hờn nó hơn thua nằm đêm suy nghĩ biết chừng nào mua được cái nhà lầu 8 tầng, đúng không các bạn? Rồi làm sao mà mua được hàng hiệu nè, xe hơi nè, tất cả những gì thì cái này nó không có sai. Nhưng mà nếu như mình có tiền thì mình mua cũng được, khỏi cần suy nghĩ. Nếu người có tiền chắc khỏi cần suy nghĩ luôn. Đây là tiết giả chia sẻ cho những bạn nào mà kiểu như là mình sống mà mình sợ giống như là À, ăn mặc không có đẹp rồi ra đường người ta coi thường mình sợ giống như là hả mình phải hả có cũng như là bề thế vàng dòng chuỗi hột hàng hiệu sợ người ta khinh thường mình đó các bạn rồi nhiều khi mình trang bị những cái mà nó không cần thiết nó không phù hợp cho cái đời này thời buổi này giống như là mình không có tiền bạc xe xua vàng dòng vật chất trang bị là sợ cũng như là sống người ta khinh thường đó các bạn rồi các bạn cứ hả nghĩ như vậy hoài cho nên hả các bạn phải ráng cố gắng mà giống như tu tâm dưỡng tánh coi như là chuyển cái tâm lành và bớt lại những cái vật chất trên trần gian đó thì hả các bạn sẽ thấy rằng coi như là sẽ phù hợp các bạn nhìn như vậy là các bạn biết nè những lần tai nạn giao thông dịch bệnh những người tài hoa nghệ sĩ những người có tiếng tâm những người đẹp những người coi như là hả tất cả những gì các bạn thấy không còn không qua khỏi còn phải coi như là ra đi nó huống chi là mình là người bình thường đó là tiết già chia sẻ thật sự nó tiết già coi như là mấy năm nay không có sắm sửa gì hết đó con gái nó mặc dư ra bữa nay nó cho cái áo nè là mình mặc cái áo của con gái mình giặt rất là nhiều nước rồi đó các bạn nhưng mà thấy còn đẹp đó rồi con mình nói thôi cái này chắc con không mặc nữa đâu mẹ tại vì những bạn còn trẻ, các bạn biết không, thì người ta mặc đồ người ta phải thay đổi Đó, nhưng mà hả, đối với mình Nếu như bạn nào mà cảm thấy cũng như là hả, phù hợp, có tiền Thì coi như là không nói chi, mà chỉ ngại ngùng rằng là coi như là không tiền Mà mình cứ suy nghĩ hoài đó các bạn Nói chung là tiết già là mặc đồ rất là rẻ Cái áo này nó cũng giống như nó hơn 10 đô thôi nó không có mắc mà nó cũ dữ lắm rồi đó các bạn. Thế già chia sẻ để các bạn cảm thấy rằng là hả mình sống bây giờ không có cần phải trang bị coi như là hàng hiệu miễn sao mà mình mặc người ta nhìn thấy vẫn còn đẹp vẫn còn sáng chưa có rách đúng không? Là mình thấy được rồi, rồi mình để dành dụm tiền bạc lại coi như chuẩn bị coi như sắp tới coi như có những cái cuộc mà gọi là biến chuyển á các bạn biết không là mình trở tay không kịp luôn tại vì hả khi mình chuyển tâm đã tu rồi các bạn quý không sẽ kịp hết tất cả những gì tại vì dân thù thế chí quan lâm dựng nền kỳ này là chuyển tâm tu khắp hoàn cầu luôn đó các bạn Việt Nam là nước bắt đầu Việt Nam mình tu trước nha các bạn cơ quyền khai mở nhiệm màu tới đây Tại sao Việt Nam tu nhiều vậy? À, tại sao mà thiên cơ nói trước là Việt Nam sẽ tu nhiều? Vì nhiều chuyện ly kỳ quá, coi như là không tu sao được. Trận dịch hải hùng luôn, coi như mất người thân, mất cha, mất mẹ, mất con, mất vợ, mất chồng. Rồi tự nhiên hả đất sụp rồi núi coi như là hả tuôn đá xuống Đó các bạn thấy không nhưng mà hả sắp tới rồi còn một trận nữa nha các bạn cái trận sụp đất tiếp theo và coi như núi nổ mà kỳ này nổ ra là vàng bạc châu báu đó các bạn nếu như mình không còn trên thế gian này thì coi như mình không có thấy mình nói cái lời tiên tri làm gì có tại vì mình đâu có còn ở lại trên thế gian này nữa mà làm sao mà thấy được cái lời tiên tri đúng không các bạn chỉ cần một trận dịch hay là giống như tai nạn giao thông hay là bệnh tật ung thư tất cả những gì là mình không còn thấy cái lời tiên tri nữa đúng không các bạn? Tiết già chia sẻ để cho các bạn sẽ chứng nhận được sự thật coi như nhìn ra sự thật sự đời rõ như là hạ băng ngày luôn các bạn thấy không? Tiên tri nói sụp đất là có sụp đất nó nói coi như là hạ núi tuôn đá xuống là có tuôn đá Nói hả coi như thiên tai Coi như nước ngập là phải có thôi Nói coi như là dịch bệnh Thì phải có thôi Dịch bệnh này á là coi như là Tiết già hồi xưa là hạ nghe Cũng như là đọc thôi chứ không phải là nghe nữa Vấn đề mà bà Vanga Cũng nói rất là nhiều đúng không các bạn Bài này á là nói về Vấn đề mà hạ Dắt dìu nhau Để cũng như là cùng nhau Tu tập đó các bạn Này hỡi các chân linh xuống thế Dắt dìu nhau đừng trễ đò chiều Tại sao phải sợ trễ đò chiều Đức Ngọc Đế không hề yên dạ Thương chúng sanh diễn tả canh thâu Di đà ứng quá nhiệm màu Hào quang phóng xuống Lục châu cứu đời Các bạn thấy những cái lời tiên tri nó đơn giản lắm Giống như có cái câu này hào quang phóng xuống lục châu cứu đời các bạn nghĩ rằng hả cũng như là chắc cái hào quang ơn trên này phóng xuống chắc cứu đời là cứu như thế nào vậy chắc cứu mình được lên cũng như là à, cũng như là hạ nhà cửa giàu sang phú quý thanh nhàn hạnh phúc gì đó không có phải đâu nha các bạn mỗi lần mà cứu đời là các bạn biết là như thế nào hào quang phóng xuống cứu đời là thiên tai lũ lụt dịch bệnh kinh hoàng luôn đó các bạn thì mới có hào quang phóng xuống hào quang phóng xuống cứu đời này là cứu những ai mà thiện lành quay đầu về hướng thiện tu tập đạo hạnh thì mới được cứu còn nếu như mà hả bây giờ mà vẫn còn ngổ nghịch ngang tàn nó rồi không tin tưởng trời phật đây là những lời tiên tri của gì đức ngọc đế tức là đức ngọc hoàng thượng đế nó tất cả những lời mà gọi là hả giống như là à, thánh tiên phật nè các bạn quý hôn đấng từ bi ơn trên không chứ không phải của tiết già nha các bạn nếu như mình nói không tin hoặc là mình nói chợ cái này tào lao là đây có chừng mình chửi phật chửi thánh đó các bạn tại vì tiết già là người học đạo để chia sẻ lại cùng các bạn đây không phải là cái lời của tiết già nó tiếc già lo cho các bạn đến mức độ mà sợ các bạn phạm cũng như những cái lời nói rồi cuộc đời của mình nó đẩy đưa coi như là nó xuống những cái chỗ hầm sâu hiểm độc coi như là không lối thoát để đi ra đó các bạn lúc nào mình cũng phải giữ gì giữ cái tâm cũng như là từ bi thánh thiện thì coi như kỳ này mới qua khỏi các bạn thấy kỳ này nó lạ không kỳ này là kỳ diệt không xót một ai luôn truyền sấm giảng trong thời nghiêng ngửa đó các bạn thấy không truyền sấm giảng coi như là truyền là coi như là để lại truyền qua đời này sang đời khác trong cái thời mà gọi là nghiêng ngửa không bao giờ cái thời mà gọi là bình cái thời mà hạnh phúc cái thời mà vui vẻ cái thời mà thượng quân thánh đức thì coi như là hạ phật thánh tiên mà để lại sấm truyền hết không có đâu các bạn tại vì cái thời này các bạn biết không sụp đất nè rồi núi lửa nè rồi tất cả những gì các bạn cũng đã thấy rồi nó chưa nói chiến tranh ở đất nước coi như là Ukraine nữa đó các bạn thấy không truyền sấm giảng trong thời nghiêng ngửa đến nơi rồi nhà cửa tiêu tan các bạn thấy không khi mà sấm truyền đã ra rồi trong cái thời nghiêng ngửa này cái lúc mà đúng lúc là nhà cửa tiêu tan trong vòng coi như là không biết bao nhiêu phút mười mấy căn nhà đó các bạn thấy đây là các bạn thấy tại Việt Nam chứ còn như nếu như ở thế giới là 10 phút 20 phút là đi mấy chục căn luôn đó các bạn không tu chớ có thở than kỳ này không tu là đừng có thở than không có than thở gì hết không có ai mà cứu kịp luôn đó các bạn uổng thay chân lý đạo vàng cao siêu sắp tới ba lần bảo biển ba nơi dập dùi cảnh đói khổ loạn ly khắp chốn hiệp chúng phân cắt bốn năm nơi đó hiệp lại nè hiệp lại rồi hả coi như phân chia cắt bốn năm nơi các bạn thấy không cái nơi nào á mà để thì coi như là hả để lại cho mình còn cái nơi nào không để là cắt Nó đơn giản như thôi mà cắt trong vòng gì Coi như là 10 phút 20 phút là cắt sạch hết luôn Không có còn miếng đất nào trên trần gian hết đó Các bạn thấy không Đất ở trên trần gian này mà đã cắt rồi như kỳ rồi đó các bạn không Cắt xuống là tức là sụp xuống đó các bạn nó sụp xuống mà hả coi như là cắt bốn năm nơi không biết nơi nào nha các bạn tiết Gia học và chia sẻ cho, cho các bạn tại vì kỳ rồi là hả một nơi cũng như ở tây vĩnh long gì đó là mười mười mấy căn rồi đó bắt đầu cắt rồi đó các bạn thấy không khi mà hả xong rồi đó các bạn biết không gọi 18 nước sang chơi nó các bạn thấy kỳ này ly kỳ không khi mà đã cắt bốn năm nơi rồi nó rồi hiệp quần chúng lợi hiệp tất cả những con nhà phật coi như những người đạo đức những người thiện căn những chân linh xuống thế trần gian kỳ này coi như là hội tụ lại rồi bắt đầu coi như là gọi 18 nước sang chơi nó coi coi việc cũng như là coi Việt Nam mà tại sao mà Việt Nam coi như là ly kỳ như vậy rồi bất kỳ sấm nổ ra rời từ phan nó lúc này các bạn có biết rằng là máy ngừng điện chạy vì câu diệu quyền cái này là bắt đầu tất cả những cái gì mà gọi là hả vì cái câu diệu quyền này là ngưng hết luôn toàn bộ nha các bạn mà không biết ngưng cái gì không biết là ngưng điện hay là ngưng ga hay là ngưng cũng như là sóng điện thoại hay ngưng cái gì mà không nói trước tại vì những cái diệu quyền này á là coi như là quyền bí vô di để coi như là ngưng chạy trong cái lúc mà cái quả địa cầu này đang cứu độ chúng sanh đó các bạn tức là còn cứu những người nào mà giống như hữu duyên hữu phước quay về phật pháp thì lúc này hào quang phóng xuống để cứu đó tiết già học và chia sẻ cho các bạn chứ không phải cái lời của mình nói ra làm sao mình có những cái lời như vậy các bạn làm sao mình biết trước nhưng mà hả mình học mình hiểu để chi vậy để mình đi đến đường tu Chứ không phải mình hiểu rồi mình sợ. Các bạn có biết rằng cái xác phàm này là cái xác giả tạm, không phải cái xác thật các bạn đừng có sợ. Khi nào các bạn hết cái duyên trần, hết cái phước sống trên trần gian thì các bạn tu đủ phước thì các bạn đã chuyển tiếp một kiếp nữa, hoặc là các bạn sẽ lên cõi tịnh và các bạn sẽ sống những cái chỗ nơi nào mà nó hạnh phúc, nó vui vẻ thật sự không phải là cái cõi tạm mới các bạn tiết già chia sẻ và xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng chuyển tâm tu hành để hả kịp cái sự mà chuyển biến ly kỳ sắp tới để các bạn không có còn mà họ khổ đau trên trần gian nữa video tiết già chia sẻ nó đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo